bắt đầu trận chiến. Và trận chiến này là New objective. đánh với người nước ngoài đây, nhiệm vụ giữ cờ. Deployment time. Place Xây the nhà building. lớn. Construction complete. Place the building. Place the building. Place insufficient energy. Construction complete. Construction complete. Place the building. Place the building. Place the building. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Con lính đi dò lấy vàng. Mình sẽ lấy mấy con lính đi mở một số hộp quà, dẫn lính sang đây. Resource container detected. Đây là có hộp quà này. Resources received. 100 vàng luôn. 100 vàng luôn, tiếp xây Place the cung cấp. Insufficient energy. Nhà máy cung cấp full rồi đấy. Mình thiếu nhà máy điện. Resource container detected. Insufficient energy. Flag is captured. Insufficient energy. Do it as you say. Roger that. Affirmative. Do it. Resources received. Insufficient energy. Commander, as you say. Resource container detected. Give me orders. Resources insufficient energy. Xây nhà máy. Place máy the building. Insufficient energy. Place the building. Insufficient energy. Insufficient energy. Land is passing. Insufficient energy. Và trăm vàng xây gì đây? Chạy đến chạy đến chỗ này đang có một đồng. Resources construction complete. Đây, quân này xuống dưới này. Đi sát bờ tường. Resource container detected. Resources received. Orders. Let's take the point. Flag is lost. Ready? Yes. Enemy detected. Spotted. Our unit is under attack. Construction complete. Commander. More free. Let's take the point. Take this. Got it. Take this. Trời. 900 vàng rồi, nhanh xây dựng thêm một cái xưởng xe nữa. Và nâng cấp nhà chính lên. Đây, nâng cấp này. Flag is lost. Place the building. Thêm nhà máy điện. Đây và thêm một xưởng. Place the building. Sản xuất xe nữa. Trung tâm cung cấp thì vượt quá rồi, lượng vàng bây giờ cũng ít. Mình sẽ tranh thủ nâng cấp lên cấp 2. Tranh thủ nâng cấp lính lên cấp 2 cho mình di chuyển. Construction complete. Sản
sắp xong mà. Tập trung vào xây dựng quá thì cũng không được. Đưa quân ra để hết luôn. Resource container detected. Resource container detected. Resources received. Resource container detected. Resources received. Sự xe chiến đấu, sự xe chuyên dụng. Thêm vì sự xe chuyên dụng. Ôi nhiều hỏng đồ thế. Resources received. Dẫm con đứng ra đây. Lấy luôn hòm này. Tranh thủ lên level 2 cho nên dậy lên level 2 luôn. Ra lính luôn. Xe nhỏ, xe to, ai khác. Ra xe luôn. Tập trung lính hết ở ngoài này, trung tâm. Bởi vì nếu mà nó có lên đây thì nó sẽ lộ. Lộ thì mình quay về vẫn kịp. Upgrade complete. Thêm cái nữa. Thêm cái nữa. Ai mút rồi, khá lâu. Hôm nay mình thấy họ toàn lên xe tăng thôi. Mình chơi thua nhiều cho nên kinh nghiệm là kinh nghiệm thua là rất là nhiều. Họ toàn lên xe tăng. Enemy detected. Nó lên lính ra. Just give me orders. Lui lui về. Còn đánh. Để xem xe họ như nào. Tiếp tục lên ấy không cái gì cố đi nhé. Từ từ nghe nghe tập trung đây mà bom đại bom đây. Tiếp tục ra xe, ra xe tiếp, sản xuất xe tiếp 200 vàng. Tiếp theo thêm lính. Ba đấy nhìn thấy nhanh. Cơ giới theo vài con xe cơ giới chính xác đấy ạ. Xe hạng nặng. Insufficient resources. Và ít thế gì? Thêm một hai cái nhà máy vàng nữa. Command. Hold this ground. Ừ,
bom dọc bản đồ luôn. Đây là lính đang đi ghim bom. Đấy, chắc xây thêm mấy cái trung tâm cung cấp là 400 vàng, hơi đắt, hơi cao. Thêm cái sự xây dựng nữa, vài cái nhà máy điện, thêm vài cái vàng nữa, vài cái nhà máy vàng. Lính tập trung nhất ở giữa. Kéo lính này, nhìn nó trên bộ cờ này. Cờ này khổ ta. Cờ đi rất sâu. Đi sâu với mình giữ lại lính thôi. Chỉ một số con sang thôi. Một số con thôi. Xây nhà máy phát điện luôn. Insufficient resources. Mình không đủ thiếu vàng, hình như 400 vàng hoặc 300 vàng. Enemy detected. Trung tâm cung cấp 400 vàng. Bắt đầu chúng nó công kích rồi này. Ready for action. Our unit is under attack. Cho chúng nó dính bom. Dính bom rồi. Một số thành phần là dính bom rồi. Bước sau nó hết. Tiếp tục giải bom. Thích lên đường này giảm thêm mấy cái bom nữa. Giải bom rồi, ok rồi. Thêm xe thôi, cứ thêm xe 43 thôi, hay luôn. Và thêm xe nữa. Tranh thủ xây thêm mấy cái nhà máy vàng nữa để lượng vàng tăng lên nữa, nó mình sẽ tức là lượng vàng nhiều ấy, sau đấy mình sẽ sử dụng lên xe tăng cho nó. Mấy trăm vàng bây giờ đang đợi vàng, mấy con xe tiếp tục đi giải phóng. Ra nó có con đường lên đây rất ngắn. Đường vào đây. Quân mình vẫn rút lại được nếu mà đã đi ở ngay đấy. Chú ấy giải bom không sẽ không biết ra. Kiểu nếu mà nó không lên máy bay thì mình sẽ lên cho nó là cái thêm mấy cái xe tăng nữa. Trận này mình cũng chưa vào được đội hình và tiêm địch cũng chưa check được nhà, cho nên là chỉ biết là họ lên nhiều xe tăng thôi. Và rồi cũng chưa check được nhà. Đây mình chắc chắn là thêm trung tâm cung cấp rồi, 300-400 trung tâm cung cấp thì nhiều một tí. Thêm lượng vàng cực nhanh luôn đi. Sau đó mình sẽ, nếu không lên máy bay, mình sẽ sản xuất hết tất cả các xe tăng. Đây là cái nhà trung tâm cung cấp này, nó chuyên cung cấp vàng cho mọi người xây này. Trung tâm cung cấp này được chuyên cung cấp cho mọi người xây. Ngoài ra lính thì có sniper, lính bắn cối hoặc là lính bắn tỉa, lính bắn gần đấy. Cầm ví dụ như M4 chẳng hạn. Slip thì cũng có. Sẽ trung tâm 400 vàng đây, xong sẽ lên cho nó tối đa lượng vàng. Lên tối đa lượng vàng 300, còn hơn 100 nữa để xây.
chạy lính thì ăn ít thôi. Giả sử đánh lên thì xây nhanh lính, sản xuất nhanh lính. Đây là nhiều ô tô chuẩn bị công nó một lần. Bên này để tháp đây luôn. Tháp Lý Thiên Phương ở đây luôn. Construction complete. Guns loaded. Yes, moving. Construction complete. Roger. Đang di chuyển thôi. Di chuyển và công kích thôi. Executing. Enemy detected. Sắp hết thời gian. Rolling. Target in silence. Fire. Our unit is under attack. I can take it. Execute engaging. Forward and three, Roger. Được sao cậu hết. Để kế gọng kìm, gọng kìm đồng toàn này. Ôi. Rồi hoàn thành nhiệm vụ giữa cờ, chiến thắng luôn.